Four more years from 2020, baby. Yes. Keep America great. Four more years. Stop the steal. Yes, stop the steal. Stop the steal. Four more years. Yeah, we over here on downtown Houston. On the courthouse. Hello, Jay. Body. Hả? Không gì chị? Em cầm mà. Em cầm mà chị. Đây người Việt của mình đã xuống ngay cái courthouse downtown Houston. Ha. Cũng rất là đông quý đồng hương cùng với lại người Mỹ. Đây, xe của Giang Tỷ đây. Xe của anh Thư Thị Nguyện đây. Đó. Oh yeah, có nhạc được á. À. Courthouse Houston. Cái này. Right here, courthouse. Chị, tòa án nè. Này. Cái này là tòa án. Rồi bên đây. Bên đây sao chị? Xong. Xong rồi hả? Chị. Bên đây. Cái này không phải tòa án, đây là tòa án nè. Đây nè anh. Cái này mới là tòa án nè, bên đây cái building thôi. Bên đây nè. Đây tòa án nè. Xe lắp rồi hả? Lắp rồi. Em lắp rồi, em lắp rồi. Cầm có chưa thôi, em gọi cho cô cầm. Chị đâu cầm đâu? Chị muốn cầm hả? Chị muốn cầm cờ hả? Trong xe còn tùy thôi, chị đâu có muốn cầm đâu. Từ nãy chị hỏi, từ nãy chị có hỏi rồi. Chị muốn cầm trái không? Rồi, không có sợ nó đen hả? Hả? Không sợ đen hả? Không, em đâu sợ đen. Ở Mỹ này phải đen mới đẹp. Em còn đi phơi nắng chứ sợ đen gì. Còn ra phơi nắng chứ đen. I'm officially running for chị tới hồi nào không mấy giờ? Lúc 1:15. Ồ ok. Tại nãy trong xe mới ngồi nói chuyện. Cái nói là tại trong này là già hết thì đại bàng. Xong rồi cái mới nói em á là em kiểu ở đây em lại chim chích chòe. Tại vì em là cái người thích nói. Cho nên mới nói là đại bàng chim chích chè. Chích chè là như vậy. Chọc lắm mà. Ghẹo chơi cho vui mà. Thôi anh lên đến chụp hình. Cho anh cho tắm nè. Trời ơi, cậu ơi. Chụp nó đi, chụp nó đi. Chụp nó, chụp nó nha. Rồi sắc đẹp quá mấy chị. Thôi, thank you. Khoe có muốn lấy lo không? One talk or music something? Không muốn không? Ủa? Anh tỉnh anh đó mình đi tới đi lui để mình nói cho nó đỡ miệng không? Muốn không? Chị lấy ra cho. Đi bộ vòng không?